Hỏi mình có bán giảm giá cái sản phẩm SE 2020 với mức giảm là 300, thì nhiều anh em hỏi mình là giảm 300 thì sẽ là bao nhiêu, thì nó sẽ là 3,3 triệu. Có một số người thì bảo chắc quay chơi cho vui chứ không bán. Không, mình bán 3,3 triệu thật mà. Đây là một con SE 2020 màu đen, máy đẹp chuẩn, và hôm nay chỉ còn một con thôi nhá. Hôm nọ có hai con mà có người mua rồi. Hôm nay còn một con, mình vẫn bán cho mọi người với mức giá là 3,3 triệu. Đấy, tức là 3.300 cành nó sẽ là 3,3 triệu. Đó. Và giảm 300 cành có nghĩa là giảm 300. Đấy, các bạn hiểu như thế nhé. Cái thuật toán mới bây giờ nó lằng nhằng rích rác quá. Và sản phẩm này mặc dù mình có giảm giá cho các bạn là 300, mình bán 3,3 triệu thôi, nhưng mình vẫn bảo hành 6 tháng, và lỗi là đổi không sửa chữa là thứ nhất. Thứ hai thì có một điều hết sức phải lưu ý đối với các bạn khi mua sản phẩm tại Di động Nhà Nam. Di động Nhà Nam bán sản phẩm zin chất ok, nhưng không chụp ảnh Zalo là thứ nhất, không tặng kèm phụ kiện là thứ hai, và không bao ship là thứ ba. Mong các bạn hiểu và cảm thông. Chúng ta theo dõi kỹ để biết được tình trạng rõ ràng của từng máy, và khi kết cái sản phẩm nào, chúng ta điện đến hotline của Nhật Nam để đặt cọc chốt đơn. Và các bạn cũng có thể đến trực tiếp shop ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua. Mình có một shop duy nhất ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, có cái bản đồ trên Google Maps các bạn nhé, nên các bạn cứ thoải mái lên đấy tìm và dẫn đường đến để xem mua. Tuy nhiên phải ở gần mới đến được ha, còn ở xa thì cứ mua online cho đỡ nhọc. Bởi vì thời buổi công nghệ bây giờ nó cao, mua online cũng rất là bình thường. Chỉ cần là chúng ta theo dõi shop lâu dài và chúng ta đã hiểu được rằng shop bán hàng uy tín thì chúng ta mua thoải mái thôi các bạn nhé. Tiếp theo thì mình có một con Samsung, đây là con Samsung A04 các bạn ạ. Con Samsung A04 chính hãng của Samsung, sử dụng được hai sim ngon lành, máy cảm ứng mượt mà chuẩn chỉ, và là hàng chính hãng thì yên tâm rồi. Dòng Samsung thì Nhật Nam luôn cam kết với các bạn rằng là chỉ bán hàng chính hãng, không bán hàng xách tay, quá là yên chí. Và máy thì mình cam kết là zin chuẩn, và sản phẩm này chắc chắn rồi, mình bán rất là rẻ cho các bạn, sẽ liệt vào cái danh sách là sản phẩm thanh lý, cho nên là mình sẽ bảo hành cái sản phẩm này là 1 tháng các bạn nhé. Thì các bạn xem kênh của mình lâu rồi các bạn cũng biết, tuy nhiên mình cũng xin nhắc lại để những bạn mới xem biết và hiểu rõ cơ chế. Thì cái sản phẩm mà dưới 2,5 triệu thì bên mình chỉ bảo hành 1 tháng và bán rất rẻ, còn sản phẩm trên 2,5 triệu thì luôn luôn bảo hành 6 tháng các bạn nhé. Sản phẩm ngày A04 chính hãng này ngày hôm nay máy ngon zin chuẩn mình sẽ bán với giá cực rẻ, thanh lý tri ân khách hàng cho bạn với mức giá là 1.550.000, tức là 1.550 cành các bạn nhé. Cũng là máy trần, không tặng phụ kiện và không bao ship, nhưng mà bao máy ngon chuẩn ok, và các bạn mua về để sử dụng lâu dài nha. Nói chung hàng hơn 1 triệu bây giờ rất là ít các bạn ạ. Tiếp theo thì hàng 2 triệu thì còn một con A04S thôi. Hôm nay thì còn đúng một con màu đen. Các bạn cũng biết là hôm trước mình về 3 máy, 4 máy đấy, nhưng mà mình bán hết rồi, hôm nay còn một máy. Thì vẫn là giá thanh lý 2 triệu thôi. Những cái sản phẩm này là sản phẩm chính hãng của Samsung, và pin châu 5.000 nhé. Pin châu 5.000, giá bán 2 triệu thì thật sự rất là êm ái, ok. Và chế độ bảo hành 1 tháng thì cũng rất là yên tâm. Thường là cái hàng điện tử bạn biết mua về lỗi thì lỗi luôn, còn không lỗi là xài thoải mái luôn. Đấy. Rồi tiếp theo nữa thì mình có hai cái sản phẩm mình thanh lý cho các bạn. Hàng xịn sò ok, nhưng mà do là cái nhu cầu mình mua về mình review, bây giờ mình bán lại cho các bạn với mức giá cũng rẻ thôi. Đầu tiên mình sẽ có một cái ổ cắm. Ổ cắm này là mới 100%, mình chưa dùng đâu, nhưng mà nó mình mua về để mình review. Cái ổ cắm thông minh Hunonic này là một cái ổ cắm chúng ta có thể kết nối qua app iPhone hay là Samsung hay là điện thoại của chúng ta đấy. Chúng ta tải cái app Hunonic về là chúng ta có thể kết nối nó với app, và chúng ta có thể tắt mở điện một cách theo ý muốn của chúng ta, và có luôn cả hẹn giờ các bạn nhé. Có luôn cả hẹn giờ thì mấy hôm trước mình có mua về để mình review, cho nên hôm nay mình thanh lý lại cho các bạn với giá hơn 100 thôi. Bạn nào cần thì các bạn chốt mua về xài. Các bạn mua về cắm vào điện, ấn công tắc giữ im một lúc, nó sẽ có đèn chớp 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 chớp. Xong rồi các bạn tải cái app Hunonic. Tải cái app Hunonic vào, các bạn kết nối vào là các bạn có thể tắt mở được. Công suất của cái này nó lên đến 4.000W, cho nên là xài rất là sướng, xài cái gì cũng được các bạn nhé. Nó kết nối qua wifi nữa này. Đấy, nên là dễ dàng kết nối với điện thoại smartphone của chúng ta nha. Giá có hơn 100 bạc thôi. Các bạn mua về xài để mà có thể là hẹn giờ tưới cây này, rồi hẹn giờ tắt mở hoặc là reset một trong những cái thiết bị điện nào đó mà chúng ta cần phải tắt mở thường xuyên mà chúng ta không muốn động tay vào. Đấy, thì chúng ta chỉ cần cắm qua nó, rồi đây là chúng ta cắm vào điện, thế là xong, là chúng ta có thể kết nối dễ dàng trên app để chúng ta tắt tắt mở và điều khiển nhá. Cái này người ta hay ứng dụng để tưới cây,
tưới cây, vì là có một số cái loại cây cứ cái giờ đó là tưới, tưới 30 phút là tự tắt hay là tưới 1 tiếng là tự tắt thì chúng ta cũng có thể hẹn giờ luôn. Đấy, như vậy rất là nhàn, đi uống cà phê cũng tưới được cây và đi chơi cũng tưới được cây các bạn nhé. Quá sướng luôn các bạn ạ. Rồi. À, tiếp theo thì có một cái sản phẩm tai nghe Bluetooth Gozo Dog Z201. Cái sản phẩm này là cái sản phẩm chính hãng luôn, rất là chất lượng. Và giá thì thật sự giá chính hãng của nó thì không hề rẻ đâu, gần 1 triệu bạc đấy các bạn. Nhưng mà nói thật nha, mình thanh lý cho bạn với cái mức giá là 199k ngày hôm nay thôi, 199k. Dĩ nhiên rồi, tất cả những cái phụ kiện này bây giờ các bạn chuyển khoản cho mình để thuận tiện cho cái việc ship nhá. Chứ còn bạn nào không muốn chuyển khoản thì mình lại phải thu phụ thu thêm vài chục tiền ship. Bởi vì là đã thanh lý rồi, không có lời lãi bao nhiêu. Sản phẩm này thì mình không có nhiều, có một thôi, do là mình cũng mua về review thôi. Đấy, đây là cái sản phẩm tai nghe Bluetooth nha. Nói chung hàng chất lượng cực kỳ, mình nghe âm thanh bát chép hay lắm và đàm thoại cực chất luôn. Nó sẽ sử dụng tốt cho những cái dòng Android như là Samsung, Oppo, Vivo, Redmi, Xiaomi. Nói chung xài sướng. Đấy, không những là tai nghe xịn, đọc sạc xịn mà còn có cả cái bao da móc khóa đây các bạn nhé. Đấy, và giá thì đó chỉ có 199 cành thôi. Thôi thì các bạn chẵn cho mình 200 cành nha. Thanh lý cho các bạn cái tai nghe này, và lưu ý là có một cái thôi nha. Có một cái thôi nên là bạn nào cần thì chúng ta mua, xài rất sướng, nghe rất là hay. Do là mình mua về mình review, bây giờ mình bán cho các bạn với cái giá thanh lý. Rồi tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn thêm một số cái máy Samsung xịn sò chất lượng ở đây. Đầu tiên thì sẽ có là A52s 5G. Con này thì là phiên bản pin châu, cấu hình khỏe và RAM 8, bộ nhớ 128. Camera cũng đẹp, màn hình thì AMOLED, chính hãng của Samsung. Máy có ngoại hình đẹp, zin 99%, cam kết là hàng chính hãng và bảo hành 6 tháng. Máy trần không tặng phụ kiện, không bao ship. Thì sẽ có mức giá cho các bạn là 4,2 triệu thôi. 4,2 triệu thật sự là một cái mức giá cũng rất là rẻ các bạn nhé. Tiếp theo là có một con Samsung A33 5G, máy màu xanh khá là keng. Nó cũng đẹp, 99 đến keng và cũng là sản phẩm chính hãng của Samsung. RAM 6GB, bộ nhớ 128 và đây là sản phẩm sản xuất gần hơn sản phẩm A52s. Nó là A33 5G, RAM 6, 128, pin châu 5000. Màn hình công nghệ AMOLED 6.4 inch. Nói chung một con máy chất, và giá bán ngày hôm nay với giá cực sốc là chỉ có 3,9 triệu thôi các bạn nhé. 3,9 triệu thôi, khá ngon. Tiếp theo thì A53 bán với mức giá gọi là tri ân khách hàng cho các bạn luôn đi, 4,5 triệu nhé. Thật sự mức giá này thì rất rẻ rồi, đừng chần chờ nữa. Đây là sản phẩm chính hãng và được Nhật Nam cam kết zin, cam kết là hàng chính hãng, sẽ bảo hành cho bạn lên đến 6 tháng. Mua ở đâu chứ mua shop di động Nhật Nam là không sợ lầm hàng. Hàng bán hàng chất, hàng chuẩn thôi các bạn nhé. Đây A53 màu xanh, tươi xanh như nồi canh. Pin châu 5000, con này thì sở hữu màn hình 6,5 inch AMOLED, công nghệ đục lỗ. Và giá 4,5 triệu ngày hôm nay là một mức giá quá rẻ các bạn ạ, thật sự là quá rẻ. Đây, màu đen nữa các bạn nhé. Màu đen cũng đẹp, leng keng xà beng cho các bạn luôn. Và giá bán là 4,5 triệu. Thật sự là bây giờ mình đang giảm sốc tất cả những sản phẩm mình đang bán đây. Nên là mọi người cứ thoải mái mà mua. Giảm cực kỳ sốc, và giá này là giá ưu đãi, giá gọi là giá phải follow kênh, giá phải đăng ký kênh luôn nha các bạn. Đấy, ủng hộ cho mình bằng cách đăng ký kênh. Rồi để lại bình luận và kết thì mua. Có 4,5 triệu một con A53 chính hãng rất ngon. Tiếp theo thì có con A76 là của Oppo. Đây này mình cũng đang giảm giá. Oppo A76. Đấy, Oppo A76 thì mình đang giảm giá cho các bạn với cái mức giá bán là A76 RAM 6 128 pin châu này mình đang giảm giá bán cho các bạn chỉ còn là 3 triệu thôi. Hôm trước là 3,2 triệu, thì giảm 200 cũng tốt, 200 quá nhiều rồi, mình chả còn lãi đâu. Và mình bán một đợt hàng này để kiểu như là thu hồi để nhập hàng mới thôi, chứ cũng không có vấn đề cả. Và giống như tri ân khách hàng nhé. Các bạn đã xem kênh mình rất nhiều rồi nên là giảm 200-300 là chuyện bình thường. Đấy, RAM 6128 A76 màu đen. Chính hãng con này khá đẹp nha, có ngoại hình đẹp, len keng xà beng cho các bạn luôn á. Máy chất pin châu, cấu hình khỏe và giá bán là 3 triệu thôi. Rồi tiếp theo nữa đây thì có A23 màu xanh các bạn ơi. A23 màu xanh hôm nay còn hai máy đều đẹp như nhau. Hai máy đều tươi xanh như nồi canh và đều RAM 6128. Con này thì màn hình to 6,6 inch, pin châu 5000, chính hãng của Samsung. Nói chung khá là ngon và chuẩn. Giá bán của nó là ngày hôm nay bán cho các bạn với giá rẻ thôi, 3,3 triệu luôn. Giảm giá nhé. Samsung Galaxy A23 chip Snapdragon nha. Chip Snapdragon 680 giá 3,3 triệu thì thật sự khá là rẻ đấy các bạn, khá là rẻ. Rồi A34.
Samsung Galaxy A34 thì mới sản xuất gần đây, và đây còn một con máy màu xanh khá mới, nói chung là len keng xả beng chả khác gì máy mới. Máy mới đập hộp thì thực tế ra hơn con này ở mỗi cái hộp thôi, hơn mỗi cái hộp giấy thôi. Còn con này thì các bạn thấy là cũng còn cả garanti viền được các kiểu đà điểu nhá. Và giá bán thì chỉ có 5 triệu, đỡ đau túi hơn đập hộp cũng khá khá. Đấy, màu đen. Đây là màu đen cũng thế các bạn nhé. Màu đen cũng len keng xà beng chả khác gì đập hộp đây. Nguyên si và ngon lành cành đào. Chính hãng, 2 sim RAM, 8 bộ nhớ 128, pin trâu, màn hình to. A34 mới sản xuất gần, và A34 5G, chính hãng của Samsung. Giá chỉ có 5 triệu. Dùng tiết kiệm hơn nhiều so với các bạn đập hộp nha. Còn hôm nay thì về cái sản phẩm 8 lớp thì đây mình có sản phẩm 8 lớp màu gold, phiên bản 256GB, máy zin đã thay pin mới 100% và mình đã cộng tiền pin vào đây. Thì thay pin mình đều cộng pin. Dòng iPhone các bạn theo dõi mình lâu cũng đã biết, còn các bạn mới chưa biết thì chúng ta theo dõi thêm nhé. Mình thay pin rồi mình sẽ cộng tiền pin, và con này bình thường mình bán là 4 triệu 4, mình thay pin vào thì hôm nay nó sẽ là 4 triệu 650. Mình đã cộng thêm 250 tiền pin, và thật sự 250 thì các bạn không đi đâu mua pin được đâu, chỉ có pin ở Nhật Nam trợ giá thay cho các bạn thôi mới có giá đấy nhá. Màn hình 5.5, máy thì nguyên zin chuẩn chỉ ok, và con này mình thấy khá là đẹp nha, ok đẹp, zin 99%. Hai camera sau, màn hình to 5.5, vân tay vân tiếp đầy đủ, là máy quốc tế, bảo hành tới 6 tháng cho các bạn nha. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn một số cái sản phẩm cũng cực kỳ là đáng mua. Thì bạn nào đã kết được cái sản phẩm nào đó thì liên hệ đến hotline của mình ở đây để đặt cọc rồi chốt đơn. Cảm ơn vì mọi người luôn yêu mến ủng hộ Di Động Nhật Nam. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.